Bây giờ gia đình chuẩn bị đi đến sân bay. Lẽ ra là mình đã bay vào lúc 1 giờ 25 phút. Nhưng mà máy bay bị delay. Máy bay bị delay mà bị delay tới 2 lần rồi. Từ 1 giờ 25 mà tới 5 giờ 40 gia đình mình mới đi được. Quá mệt mỏi. Thật sự không hề muốn bút nó tí xíu nào trơn. Tại nó vô cái khung giờ mình muốn, cuối cùng cũng không có vô khung giờ bay được luôn. Thôi từ dễ. Không bao giờ bút lần một lần nữa. Đợi từ 1 giờ rưỡi trưa cho tới tối luôn, cuối cùng chuyến bay cancel delay luôn. Gia đình mình phải mua vé Vietnam Airlines để ngày mai bay. Cảnh tượng chờ đợi vật vã tại sân bay. Hôm qua thật gặp quá nhiều sự cố nên hôm nay mình tại đi tiếp tục. Chuẩn bị ra Đà Nẵng nha. Khi vừa mới đáp xuống Đà Nẵng là mình sẽ đi Bà Nà liền. Lẽ ra đi ngày hôm qua rồi mà ngày hôm qua là một ngày cực kỳ sóng gió, cực kỳ bão tố. Vietjet nó delay, trời ơi bạo động, đình công các kiểu. Cuối cùng gia đình mình đi về một đêm xong rồi mua vé của Vietnam Airlines để đi lại. Quá mệt mỏi, chuyến đi đầy bão tố với đầy tốn tiền. Ok, bây giờ gia đình đã đang trên máy bay rồi nha. Sau một ngày mệt mỏi, sẽ bay đi Đà Nẵng. Ôi, ngày hôm qua rất là mệt luôn. Đình công các kiểu. Sợ bay. Nhưng mà vậy đó, cứ khi mà máy bay cất cánh một cái là lật cũng ngủ liền, không có sợ đâu. Đã tầm 1 tiếng, 20 phút nữa chưa tới nơi. À, từ một tàu yên tâm hơn rồi. Đến nơi rồi mình sẽ quay tiếp. Đây, đã đến sân bay của Đà Nẵng rồi nha mọi người. Bây giờ gia đình mình không có hành lý ký gửi, nhưng mà cái xe stroller của bé đó, tự nhiên cái người ta cũng gửi vô cái dãy băng truyền luôn. Bây giờ đến đây để đợi lấy cái xe của bé. Fanny, say hi con. Wow, xoay vòng coi tóc tai bù xù rủ rượi. Wow. Ok, gia đình bây giờ đang chuẩn bị đi về khách sạn nè. Đi ngang qua cầu Rồng đó, nhìn xa xa nè đó, mình sẽ zoom lại đó. Tối mình sẽ đi ra đây nữa. 9 giờ tối thì cầu Rồng sẽ có phun lửa. Zoom lại nữa, zoom nghe cầu Rồng á. Ta ta. Cầu Rồng có view biển không em? Không ba. View biển là gì? Wow. Ok, bây giờ gia đình đang trên đường đi Bà Nà. Thôi cuối cùng đã được đến Bà Nà rồi mọi người ơi. Nà rồi. Còn một chút nữa. Làm chỗ xe này xe trung chuyển parking số 2. Xe này chở mình đi lên trên Bà Nà Hill. Mọi người chuẩn bị lên xe rồi.
Đây là bản đồ khu sinh World Hill. Hoang mang dễ sợ, không biết đi đúng đường không. À, là muốn lên Bà Nà là phải vô cái sân quơ này. Vô cái sân quơ này xong rồi cái đi lên cầu thang này. À, hoang mang ghê luôn á. Tưởng là mình đi lộn đường rồi. Bạn cái này cáp treo nè. Đi hướng này. À, ở đây có cái tượng Phật đẹp quá nè. Nên chắp tay lại ải này. Rồi. À đi, đi à. Rồi, giỏi quá. Đi. Wow, đẹp quá ha. Nguyên cảnh núi phía sau nữa. À, không cảnh lủng lỗ vậy ha. Cổ kính quá ha. Wow. Chụp vài tấm hình sống ảo tại đây coi. Chỗ nào cũng chụp hình sống ảo được hết đó. Wow. Cô bé này thích cá quá nè. Wow. Này cá chép phải cá khôi. Này cá chép phải cá khôi. Đi. Đi. À, chỗ nãy là vườn Hội An hả? Wow, chim mồ câu. Wow, quá trời sản phẩm thất lạc luôn. Đó, tài sản thất lạc trong ngày nè. Quá trời luôn. Điện thoại đủ các loại. Cô bé này trà dữ không? Đây là lịch vận hành cáp treo tại SinWorld Hill. Tada, chuẩn bị lên cáp treo. Xa xa là cây cầu bàn tay đó mọi người. Có gì sợ đâu. Có gì sợ đâu.
Đó, bây giờ gia đình đang ở trong cáp treo nha, để đi lên Bà Nà nè. Rất là lâu rồi, chắc 9 năm, 9 năm rồi hai vợ chồng mới quay lại luôn á. Lần đầu tiên đi là lúc đó mới quen. 9 năm. Không có sao con, không có sao. Mới quay lại đây mọi thứ khác đi á. Qua đây ngồi. Đây, bây giờ gia đình đang lên Bà Nà Hills nè, đằng xa xa nè. Mọi người thấy đằng xa xa là cái cầu vàng á, có hình bàn tay á. Đói quá, chắc có thể lên đây mình sẽ đi ăn buffet trưa liền. Đáp chuyến bay sáng đến đây là 9:20 là đi luôn á, vui quá. Chụp chắc cả ngàn tấm ở đây luôn, góc nào cũng đẹp hết, chỉ có điều là rất đông người nha. Đây là quảng trường cái vòng tròn đó bình thường là Universal hả vợ? Mà giờ là gì đây? Bây giờ nó là Sun World Bà Nà. Ok, bây giờ gia đình mình sẽ đi dạo một vòng quanh cái khu Friend Village ha, của Bà Nà nha. Nãy giờ mới ăn xong để nạp năng lượng. Khá là nắng á, chả có thấy lạnh gì hay mát gì như trên review. Chắc đi phải tầm tháng 12 nó mới lạnh được. Bây giờ nóng lắm. Đây, đây là cái khu Friend Village nè. Nó làm những cái thiết kế này nọ giống như Pháp vậy đó. Dạ. Wow. Wow. Xứ châu Âu này là xứ nào đây em? Paris. Em phải Paris đâu, cái này cái làng nào á? Paris là cái làng này Bà Nà. À. Gia đình của mình di chuyển tới quảng trường để xem các show biểu diễn vào lúc 2:30. Show diễn thật sự hoành tráng và rất chuyên nghiệp nha mọi người, không thua Disney đâu. Các nghệ sĩ múa được đầu tư rất là chuyên nghiệp, bài bản và họ múa rất là hay, rất có tâm. Đây là màn biểu diễn của Vương quốc băng giá. Đây là màn kết thúc show diễn, rất là công phu và hoành tráng. Bây giờ gia đình của mình chuẩn bị đi tới vườn hoa nha. Mới đi ngang qua cầu vàng, đi buổi chiều thì đỡ đông hơn. Màu thì không đẹp lắm nhưng mà đỡ đông. Ở đây là cái đường hầm nó xây cũng hay ha. Ngồi cáp treo đi xuống để về lại Đà Nẵng, gia đình mình di chuyển đến cầu tình yêu. Ok, bây giờ đi đến cầu tình yêu nè nha mọi người.
sau khi đi từ Bà Nà về thì gia đình của mình bắt đầu đi đến cái cầu tình yêu. Thật ra nó chỉ là một nơi rất là bình thường à, nhưng mà giới trẻ đến check in rất là đông nên mình cũng phải mong men ra đó. Đứng đây là mình sẽ thấy được là cầu rồng luôn nè, đứng đây mình chụp cầu rồng được luôn nè anh đó, mình thấy được cầu rồng luôn à, rất là đông. Sau đó cả nhà về lại khách sạn, rồi bắt taxi đi đến quán Trần ăn thịt cuốn hai đầu da. Ok, hiện tại mình đang tới quán Trần ăn món đặc sản ở đây là bánh cuốn hai đầu da nha. Ok, chấm một miếng. Đây là món nêm nè. Quá mệt mỏi. Mọi người ơi, để chồng em ăn bánh cuốn hai đầu da mọi người ơi. Ủa, mọi người thấy dễ đau chưa? Cái miếng thịt này nó dài lắm. Nó không giống như là ở bánh tráng Cảng Bàng. Miếng thịt ngắn hơn. Cái này nó rất là dài. Làm cho người ta cứ tưởng là phải cuốn theo cái chiều kia. Bắt đầu quá thằng ngon. Gặp con nhỏ giờ ác ôn. Rất là ngon. Rồi, quay rồi đó. Kinh giới à, ấy nè, gì nè. Thôi em có đầy đủ rồi. Cái món này là ăn gì đâu. Đó, wow. Món nem này khá là ngon nha. Theo là món bánh bèo ướt của quán Trần, 7.000 một chén, ăn không ngon. Ăn xong gia đình mình về ngủ và sáng hôm sau khởi hành đi Hội An. Bây giờ mình đã đến được Hội quán Triều Châu tại Hội An nha. Đây là khung cảnh ở trong Hội quán Triều Châu nè, rất là dễ thương ha. Hôm nay không biết là mình may mắn hay xui nữa. Khi mà mình đến nơi thì không có một ai hết. Tại vì gia đình của mình đi vào ngày thứ hai á, chắc mọi người trở lại đi làm hết rồi. Chỉ có gia đình của mình là rảnh rỗi thôi. Thì bình thường phải mua vé nhưng mà có một cái may mắn nên là nên mình cũng không cần phải mua vé luôn, cũng có thể tham quan được chỗ này. Bây giờ mình sẽ quay ở trong. Ở trên đây nó có những cái tờ giấy đi. Đây, ở trong đây. Đây chắc là nơi thờ cúng á, người ta làm theo kiểu Trung Hoa nè. Mình được vô miễn phí nhưng mà mình có gửi cho chú gác cửa 20.000. Chú kia có 10.000 thôi nhưng mà thôi gửi cho 20.000 luôn. Đây cũng dạt rã rồi à. Đây nè, đây là không gian của cái chỗ này. Thật ra mình tới đây cũng có gì đâu mọi người. Thế là chỉ chủ hiểu là chụp hình thôi. Nó kiểu cổ nhìn hay hay vậy mà. View của cái vườn nè. Rồi, nói đi mẹ. À. Đây là thủy tiên đường Minh Hương. Đây. Đây, đưa ơi. À, đây là hội quán nè. À, dọc ở đây là những cái hội quán của người Tàu.
của người ở đường Trần Quý Cáp. Đường này tới đường Trần Phú rồi nè. Đó. Đường Trần Phú nè. Ừ, đường Trần Phú đường thẳng nè. Đây chùa ông nè. Này chiều gần chiều đường Trần Quý Cáp. Rồi, vô đây là không có được xe, xe không có động cơ. Rồi mình vô đường đi bộ của Hội An rồi. Vô đây chỉ được xe đạp, xe xích lô vô đây thôi, hoặc là xe kéo. Mà chắc giờ này hết xe kéo rồi. Này thứ hai á. Có mấy cái, có mấy cái Lenin đẹp quá nè. Tranh nè, những cái tiệm bán tranh nè. Bây giờ mình đi tới địa điểm nào vậy em? Mình đi tới mốt của Hội An. Mình đi tới mốt của Hội An. Mốt là cái chỗ gì em giới thiệu mốt coi. Mốt là chỗ bán nước mát. À, xăm hầm bún vị, ok á. Rồi. À, này Hội An, Hội quán của Phúc Kiến. À, Hội quán Phước Kiến. Dọc dọc là bán đồ thủ công mỹ nghệ nè. Bán tranh nè. Ừ, nhưng mà cái mắc nịch hồi nãy là đặc biệt. Cái mắc nịch hồi nãy là làm bằng giấy cuộn. Tranh nè, quá trời nè. Cái đồ mỹ nghệ nè. Lấy chân, lấy chân. 2, 3 2, 3. Từ từ, từ từ, từ từ. Đi, 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 đi. À, đường phố là lên hình đẹp nè em. Ngừng chút nha. Gia đình của mình đến cái chỗ này để mua mấy cái mắt nịt dán tủ lạnh nè. Honey. Đó. Đó, trong đây là bán lồng đèn nè, bán những cái mắt nịt dán tủ lạnh. Đó, tụi chắc khổ mà tự nhiên để Hội An, ta mua ta làm rồi. Lúc trước có đem ra Hà Nội, đến kia hồi đó đem bóp nè, mày nhớ không ưu mua hết. Đã đến được quán mót trên đường Trần Phú. Món uống thì chả có gì ngon hết, 12 ngày một ao. Bà ăn thịt xiên nướng không? Vị nó sao giống Sài Gòn, giống xiên nướng ở Sài Gòn. Đây là quán mót nha. À, người ta làm cái thịt xiên nướng mỏng nha. Có nướng mè. Ăn chung với lại này là có cuốn rau nữa nha. Rau này là, cái cuốn này là cái cuốn bánh tráng dẻo á. Món này là cao lầu. Em lấy đồ đũa thôi. Cao lầu. Đến Hội An là phải ăn cao lầu nha. Dù thích hay không thích cũng nên ăn. Ồ, cái sa tế thì ngon lắm. Sa tế này xuất sắc á. Sa tế này rất là thơm. Nó không có cay hổn như ở Sài Gòn. Nó rất là thơm. Hoành Thánh chiên sốt cà chua.
view của quán mót này mọi người. Đi bộ quanh phố cổ bạn sẽ bắt gặp những cái tiệm food massage nha. Đây là view city từ ban công phòng của mình. Nội thất của phòng rất là dễ thương. Khách sạn nhỏ xinh thôi nhưng mà rất là sạch sẽ. Buffet là một quán coffee nhỏ của khách sạn. Buổi tối ngồi uống cà phê và ngắm đường là sảnh lobby của khách sạn nè, dễ thương lắm. Thang máy là trong bathroom. Sau đó cả nhà bút xe bên club để di chuyển đến sân bay. Đang ăn Burger King ở tại Đà Nẵng nè, sân bay Đà Nẵng. Tới đây sớm một tiếng. Đây là chụp hình Hội An mình lạ luôn. Chụp hình lòng nộn bây giờ tăng tả rồi, lắm biết rồi. Ghê luôn. Ăn Burger King. Burger King ở sân bay Đà Nẵng nó có cái gà cay á, ngon lắm. Cay, giòn. Nhưng mà cái chiếc kinh đích kịch á, nó thật ghê luôn nha. Từ bây giờ nó dở luôn. Nhưng mà gà cay rất ngon, cái chiên rang rất ngon. Nè, đi nói là cái này cay nè, cái này không có cay đâu. Nó khỏe lắm, nó khỏe sâu lắm luôn, không ngủ. Đâu đi ăn thử coi, đi ăn thử cho mọi người coi á. Cay đúng không? Nói mọi người nghe, có cay không? Không có cay đâu. Ok. Còn có tầm 1-3 tiếng nữa mình sẽ về Sài Gòn rồi đó. 1-3 tiếng, 2 tiếng á. Mọi người đi chơi sắp đó nha. Bao tiếng phải gọi nha. Bye đi. Bye. Đi ra tới sân bay Đà Nẵng rồi. Mà hai cha con còn nằm gì nè. Trời ơi. Sân bay Đà Nẵng. Chuẩn bị mình lên máy bay về lại Sài Gòn. Buồn ngủ quá. Hai ngày qua mệt mỏi kinh khủng luôn. Nhưng mà cũng có được nhiều hình đẹp. Yeah, chuẩn bị bay về Sài Gòn. Hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ tinh thần cho gia đình mình nhé.